Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của NX Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà xóa dữ liệu của iPhone, hay là các bạn còn gọi là reset iPhone trước khi bán. Đó, để cho nó thành một cái máy mới hoàn toàn luôn. Rồi, thì để mà các bạn có thể là reset hay là xóa dữ liệu của iPhone ấy, thì việc đầu tiên các bạn sẽ phải lưu trữ lại những cái hình ảnh hay là những cái dữ liệu nào quan trọng ấy, thì các bạn lưu qua bên máy khác nha. Ví dụ máy của các bạn có ảnh quan trọng thì các bạn có thể là chuyển qua bên những cái máy khác. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ phải vào phần cài đặt nữa này. Các bạn bấm vào ID Apple nhé. Đây, đây là cái máy của anh mình cho mình. Thì mình sẽ tiến hành đăng xuất cái iCloud này ra trước. Đó, các bạn bấm vào đăng xuất khỏi iCloud và App Store luôn nhé. Đó các bạn. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ phải nhập mật khẩu vào thì họ mới cho chúng ta là đăng xuất cái iCloud đây. Rồi, cái mật khẩu iCloud của các bạn là gì thì các bạn là nhập vào nhé. Các bạn tắt nó đi. Rồi. Đây, các bạn bấm vào cái chữ đăng xuất này để mà đăng xuất cái iCloud ra. Đó rồi, đang xóa dữ liệu của iCloud nhé. Rồi, thì bây giờ cái iCloud của mình đã được đăng xuất rồi. Thì bây giờ các bạn có thể là xóa dữ liệu iPhone một cách an toàn. Các bạn vào phần cài đặt chung. Các bạn kéo xuống phía dưới nhé và bấm vào chuyển hoặc đặt lại iPhone. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái phần là xóa tất cả nội dung và cài đặt nhé. Ở bên trên là nó là đặt lại cài đặt nhé. Có nghĩa là còn nếu mà các bạn muốn xóa dữ liệu thì các bạn phải xóa tất cả nội dung và cài đặt. Đấy, các bạn bấm vào xóa tất cả nội dung và cài đặt. Các bạn bấm vào tiếp tục. Rồi bây giờ các bạn sẽ phải nhập mật mã của iPhone. Các bạn bấm vào xóa iPhone nhé. Khi mà các bạn bấm vào xóa iPhone này đồng nghĩa với việc các bạn xóa dữ liệu và reset iPhone. Các bạn bấm vào xóa iPhone là nó sẽ thành một cái máy mới tinh luôn đấy nha các bạn. Đó, thì việc xóa dữ liệu của iPhone hay reset iPhone này thì mình cảm thấy là cái máy của các bạn nó sẽ trở nên mượt mà hơn nhé. Theo như kinh nghiệm của mình ấy thì nếu mà máy cũ thì mình hay reset hơn là máy mới, tại vì máy mới nó còn mạnh mà. Còn nếu mà thường là những cái chiếc máy cũ mà RAM mà nó yếu á, nó yếu hay là bộ nhớ nó ít ấy, thì mình hay reset lại máy để cho nó đỡ lag. Đó. Rồi, còn tùy vào các bạn thôi. Nếu mà các bạn có nhu cầu bán điện thoại cho người khác thì các bạn cũng phải xóa dữ liệu hay là còn gọi là reset iPhone ấy. Bây giờ thì cái công việc của các bạn là sẽ phải chờ nó một vài phút, tầm khoảng 2 phút để cho nó chạy lại phần mềm, để cho nó thành một cái máy mới tinh nhá. Rồi đây, nó không đến 2 phút các bạn, nó mất khoảng hơn 1 phút thôi. Rồi, bây giờ thì máy của chúng ta là đã như là một cái máy mới lúc mà chúng ta bóc hộp ra. Rồi, thì sẽ chọn vào tiếng Việt này. Bấm vào Việt Nam nhé. Đấy, nó đang cài đặt ngôn ngữ. Quốc gia hoặc vùng thì các bạn chọn Việt Nam luôn. Các bạn bấm vào thiết lập thủ công. Bấm vào tiếp tục. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhập Wi-Fi vào nhé. Bắt buộc là phải nhập Wi-Fi. Rồi, mình sẽ nhập Wi-Fi của mình vào. Các bạn bấm vào kết nối nhé. Rồi đây, Wi-Fi đã kết nối rồi. Có mất một vài phút để kích hoạt lại iPhone nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ phải chờ nó kích hoạt iPhone. Nó mất khoảng 1-2 phút thôi. Rồi, dữ liệu và quyền riêng tư các bạn cứ bấm vào tiếp tục đi. Face ID ở đây các bạn có thể là face luôn hoặc là các bạn để từ từ các bạn face cũng được. Nếu mà các bạn face ID thì cứ bấm tiếp tục nhé. Mình đang hướng dẫn thôi, mình để thiết lập sau đi. Rồi tạo một mật mã cho iPhone. Thì ở đây các bạn mật mã là cái gì thì các bạn nhập vào. Ở đây thì mình sẽ nhập mật mã của mình vào. Nếu các bạn không muốn nhập mật mã cho máy của mình ấy, thì các bạn bấm vào tùy chọn mật mã để mà không nhập mật mã nhé. Vẫn sử dụng nè. 1, 2, 3. Các bạn thích nhập mật mã là gì thì các bạn nhập nhé. Nhập cái mật mã nào để cho người ta không có biết, để người ta bỏ đấy. Mật mã mà nó càng chữ số nó càng khác nhau thì người lạ người ta càng khó mở máy của các bạn hơn. Rồi bấm vào không chuyển ứng dụng vào dữ liệu. Rồi cái này là đăng nhập ID Apple thì các bạn có thể là đăng nhập luôn nhé, hoặc là các bạn có thể là nhấn vào bạn đã quên hoặc không có ID Apple. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào thiết lập trong cài đặt sau. Thiết lập trong cài đặt này. Bấm vào không sử dụng. Đó rồi, bây giờ các bạn bấm vào chữ đồng ý thôi.
luôn cập nhật iPhone của bạn, các bạn bấm vào tiếp tục. Đó thì các bạn cứ để ý theo hướng dẫn của hệ thống, bấm vào tiếp tục. Dịch vụ định vị à? Bật dịch vụ định vị, bấm vào tiếp tục này. Phân tích iPhone hả? Chia sẻ với Apple luôn, rồi chia sẻ với rồi ở đây thì các bạn sẽ bấm vào giao diện sáng hoặc tối nhé. Mình sẽ để giao diện sáng luôn. Bấm vào tiếp tục, chữ tiêu chuẩn. Rồi bây giờ là chào mừng các bạn đã đến với iPhone. Rồi bây giờ thì các bạn có thể thấy là đây là một chiếc iPhone của mình. Nó đã biến thành một chiếc iPhone bị xóa dữ liệu. Và nó đã trở thành một chiếc iPhone mới hoàn toàn nhé. Đó. Rồi. Muốn gửi thông báo, bấm vào cho phép này. Đó rồi, ở đây nha. Bây giờ thì các bạn trong cái quá trình rảnh này, nếu mà các bạn mà muốn bán máy cho người khác ấy, thì các bạn cứ để như thế này. Các bạn bán máy đây. Tại vì cái dữ liệu ở trong này thì nó đã bị xóa hết rồi. Đó, các bạn có thể thấy là cái dữ liệu của iPhone của chúng ta, đây, nó đã bị xóa hết rồi. Ảnh ấy, các thứ rồi, đã bị xóa hết rồi. Đó, mình đã nói rồi đấy, trước khi mà các bạn chuyển hoặc đặt lại iPhone thì các bạn có dữ liệu nào quan trọng thì các bạn có thể là chuyển qua máy khác hoặc là gửi qua máy của bạn bè. Đó. Rồi, thì ở đây là các bạn cái phần ID Apple này. Đó, khi mà các bạn muốn bán máy thì các bạn không cần đăng nhập nữa nhé. Còn nếu mà các bạn mà muốn sử dụng lại thì các bạn sẽ bấm vào ID Apple này. Và các bạn tiến hành đăng nhập lại cái ID Apple của chúng ta. Nếu mà các bạn không qua ID Apple thì bạn có thể là bạn bấm vào bạn không, bạn đã quên. Rồi các bạn có thể là tạo mới hoặc là lấy lại mật khẩu. Nói chung là cái này thì các bạn chỉ cần đăng nhập lại cái ID Apple của các bạn vào là các bạn sử dụng bình thường. Đó. Rồi. Đây. Các bạn cứ bấm vào cái điện thoại này là để cho nó tải lại mấy cái dữ liệu này. Đó. Mấy cái ứng dụng này là ứng dụng có sẵn của iPhone luôn nhé. Các bạn có thể là bấm vào. Và hiện tại thì cái chiếc iPhone này của mình nó đã bị xóa hết cái dữ liệu rồi. Nó thành một chiếc iPhone mới rồi. Nếu mà các bạn muốn đăng nhập tài khoản Google vào hay là đăng nhập ID Apple vào thì các bạn cứ đăng nhập thôi. Đó, bây giờ là nó đã là một chiếc máy mới tinh rồi. Đây, các bạn có thể thấy là cái mấy cái dữ liệu này nó đang chờ đang tải này. Đó, cái phần ghi chú này mình vào này. Đó, cái ghi chú này thì cũng đã bị xóa hết hoàn toàn. Đó, nó đã bị xóa hết hoàn toàn ghi chú. Và đây, bây giờ thì nó đã trở thành một chiếc máy mới nhé. Đó. Được rồi, ở trong cái quá trình này thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà đặt lại iPhone thành một cái chiếc máy mới hoàn toàn nhé. Nếu mà các bạn muốn đăng nhập lại ID Apple, các bạn vào phần cài đặt này, bấm vào cái ID Apple này để mà tiến hành đăng nhập lại tài khoản. Hoặc là nếu mà các bạn muốn cái phê đi mật mã này thì hiện tại là vừa nãy này mình đã cài đặt cái mật mã của mình á để mà tắt cái màn hình này thì các bạn nếu mà các bạn muốn tắt mật mã thì các bạn sẽ bấm vào đây để tắt mật mã nhé. Đây, các bạn có thể bấm vào 6 đó và tắt hoàn toàn cái mật mã của nó đi. Đó rồi. Còn muốn bật lại mật mã thì ấn vào bật thôi. Đó. Đây, bây giờ thì cái mật mã của mình nó đã bị mất hoàn toàn này. Đó. Rồi, các bạn nếu mà các bạn muốn chưa muốn bán luôn thì các bạn nên để cái mật mã nhé. Còn nếu mà muốn nó xóa, muốn bán cho người khác thì cứ xóa luôn cái mật mã này đi để mà tiến hành bán cho người khác thôi. Rồi, cái video của mình đã đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Và nếu như mà các bạn thích video này, đừng quên giúp mình một like cũng như là bình luận xuống dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video này của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.